Theo yêu cầu của một ông anh thì hôm nay Nhí sẽ làm một clip à, làm món nhậu ở dân giả miền quê. Thì ốc thì ở quê có rất là nhiều. Thì hôm nay Nhí sẽ làm cái món ốc bu nướng tiêu xanh. Món này thì mình nhậu hoặc là mình ăn chơi cũng rất là ngon nha. Bây giờ mời các bạn cùng vào bếp để mình tham khảo cái cách làm. Nguyên liệu thì mình chuẩn bị nửa ký ốc bu. Thì khi các bạn mua ốc bu thì mình lựa con nào sống thì mình mua nha tránh tình trạng mình mua những con ốc chết về nó rất là hôi nha. Thì ốc bu thì cũng rất là dơ. Tí xíu nữa thì mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách để mình xử lý cũng như mình làm cho con ốc bu này nó sạch lại nha. Gia vị bên đây thì mình sẽ có một ít tỏi bằm nè, cỡ khoảng một muỗng cà phê, một ít hành tím bằm, một vài trái ớt, một ít tiêu xanh. Cái cách xử lý để cho con ốc bu nó sạch thì mình sẽ ngâm ốc bu này với nước nè thường dưới quê ngày xưa thì mình sẽ ngâm qua đêm hoặc là qua ngày thì mình cho vào đây khoảng 4 năm trái ớt sau đó mình đập dập và các bạn cắt nhỏ như thế này và mình ngâm thì nếu bạn nào mà không có thời gian thì mình ngâm cỡ khoảng hai ba tiếng đồng hồ ví dụ sáng mình đi chợ thì mình ngâm chiều mình chế biến món ăn như vậy thì nó sẽ ok hơn nha thì bây giờ nhí sẽ để đây nhí ngâm vài tiếng đồng hồ sau thì mình sẽ chế biến cái món ăn này bây giờ thì mình sẽ đi pha cái phần nước sốt trước thì công thức nước sốt này mình sử dụng cho nửa ký ốc mình phi một ít hành với lại tỏi một ít dầu sau đó mình cho cái phần tiêu xanh đập dập tiêu xanh các bạn mua về rửa sạch đập dập để cho nó có cái mùi thơm mình xào có khoảng một phút cho cái phần tiêu xanh này nó dậy cái mùi thơm lên như thế này nè bây giờ thì mình sẽ tắt lửa mình sẽ niêm cái phần gia vị nha một muỗng cà phê đường một chút xíu bột ngọt 1 phần 3 muỗng cà phê nhỏ tiêu xay, một muỗng tương ớt, 3 muỗng cà phê nước mắm, một ít màu hạt điều. Bây giờ thì mình sẽ mở lửa nhỏ và mình khuấy cho cái phần nước sốt này nó hòa tan hết tất cả các hỗn hợp gia vị nha. Mình nấu cái nước sốt này tầm cỡ khoảng 2 đến 3 phút. thì các bạn thấy cái phần nước sốt này nó sệt, nó kẹo là như thế này nè thì mình sẽ tắt lửa. Sau khi cái ốc bu mình ngâm cũng từ sáng tới chiều rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi rửa lại cái phần ốc bu này. rửa thiệt là sạch nha. Sau đó thì mình dùng con dao hoặc là cái sóng dao cũng được. Mình chặt cái phần đít của con ốc như thế này. Và mình sẽ đi luộc cái phần ốc. Và để luộc cái ốc này nó không có bị nhớt thì mình sử dụng một ít xả, ít muối và lưu ý một miếng chanh nha các bạn thì cái chanh này nó sẽ làm cho con ốc khi mình luộc lên nó, nó không còn nhớt nha như vậy khi món ăn mình chế biến lên thì nó sẽ ngon và nó rất là thơm thì luộc cái ốc này như thế nào thì khi mình cho ốc vào mình luộc thì khi các bạn thấy cái phần nước sôi lại cả khoảng 1 đến 2 dạo cái mề con ốc nó tách ra như thế này nè là được rồi nè thì mình sẽ tắt lửa sau đó thì mình sẽ đi rửa lại thật là sạch và mình để ra một cái rổ cho nó gáo nước như thế này nè là gáo nước nha các bạn. Để khi mình cho cái nước sốt vào á nó không có bị lỏng nha. Bây giờ thì nhí sẽ cho cái phần nước sốt vào. Thì công thức này mình sử dụng hết cái phần ốc này luôn là rất là vừa. Mỗi một con ốc thì mình múc cỡ khoảng 1/3 muỗng cà phê ăn cơm của mình á ít ít là được. Nếu mà mình múc nhiều quá thì nó sẽ bị mặn nha. Thì bây giờ mình sẽ cho vào lò nướng. Thì cái lò nướng này nhí đã chuẩn bị trước rồi cho nó nóng trước thì mình cho vào mình nướng nhiệt độ cỡ khoảng tầm 200 độ và mình nướng cỡ khoảng từ 3 đến 5 phút thì sau khi mình nướng xong thì bây giờ nó rất là thơm rồi các bạn cái phần nước trong con ốc nó ra nó rất là thơm và rất là sôi luôn nè món này thì ăn nhậu rất là ngon nè mình ăn chơi cũng được bây giờ thì nhí sẽ lấy con ốc bù nướng tiêu xanh này mình trang trí ra dĩa nha món này rất là dễ làm các bạn chỉ cần có ốc về một ít tiêu xanh, một ít hành, ít tỏi là mình có thể chế biến được rồi. thì cái món này thì mình sẽ ăn kèm với lại một ít rau răm. đây là cái món ốc nướng tiêu xanh mà ông anh kêu nhí hướng dẫn để làm mồi nhậu nè. nếu các bạn nào mà thích nhậu hoặc là thích ăn cái món này thì nhớ nhấn like và giúp nhí chia sẻ mạnh tay cái clip này để cho bạn bè người thân biết được cái cách mình chế biến cái món ăn ngon để mình nhậu nha bạn nào lần đầu tiên đến với kênh thì nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ và các bạn nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo mới nhất khi mình ra clip bây giờ thì mình sẽ mời các bạn cùng ăn thử với cái món này thì cái nước nó mình húp rất là ngọt luôn thì sau khi mình lấy con ốc ra thì các bạn nhớ lấy cái phần bên hông cái phần xít của nó nha để mình ăn còn nếu không biết mà các bạn ăn luôn là dễ bị đau bụng nha thì sau khi mình trải nghiệm thì À, nhí tự chấm điểm luôn nha, 10 điểm nha các bạn, rất là ngon, cái vị cay cay và mặn mặn ngọt ngọt và cái nước ốc thì nó rất là ngọt luôn. Đây là một món ăn Nhí nghĩ là rất là ok nha, các bạn có thể làm thử cho người thân gia đình mình trải nghiệm. Còn bây giờ thì Nhí xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Bye bye các bạn.